65 QLED TV của TCL Q646 và C745 có khá là nhiều khác biệt. Với việc chênh lệch về giá bán khoảng từ 2 tới 3 triệu thì cái tính năng mà nhiều bác hỏi ấy là phản chiếu từ điện thoại iPhone lên trên màn hình của con Q636, tại sao tôi không làm được. Clip này thì sẽ hướng dẫn mọi người cách có thể là sử dụng này điện thoại iPhone, mọi người trình chiếu mọi cái nội dung lên trên màn hình của Q646 đơn giản và dễ dàng. Cái tính năng mà trên cái thằng C745 có sẵn đấy, tức là gì? Hướng dẫn để mọi người có thể làm được như này chỉ trong vài thao tác nhỏ. Q646 và C745 thì đang lệch nhau khoảng xấp xỉ gần 3 triệu. Đối với C745 ấy, thì mọi người chỉ cần đơn giản là lấy điện thoại iPhone cho kết nối cùng mạng Wi-Fi với cả TV. Sau đó thì mọi người sẽ trình chiếu nội dung từ màn hình lên, không cần phải làm thêm cái bước nào cả. Bởi vì con này nó đã tích hợp sẵn cái tính năng AirPlay, trình chiếu nội dung từ các thiết bị của Apple lên trên màn hình. Và để mà có thể làm được như em đang làm đây, rất là mượt mà, dễ dàng, không có độ trễ trên con Q646 hay là C645 ấy, thì mọi người sẽ làm một số cái thao tác để có thể phản chiếu được như này. Để có thể phản chiếu được như này thì rất là đơn giản, trên màn hình chính của TV mọi người sẽ di chuyển, ấn vào phím ngôi nhà trên TV, sau đó di chuyển sang mục ứng dụng. Tại mục ứng dụng này thì gõ vào cái mục tìm kiếm ứng dụng và trò chơi cái chữ có tên là AirPlay cách Miro. AirPlay tức là trình chiếu AirPlay đấy ạ, là trình chiếu của Apple, và Miro nó là phản chiếu. Đấy, bây giờ em sẽ gõ thử để mọi người cùng xem nhá. Đấy, mọi người nhớ là phải gõ đúng cái tên mà em hướng dẫn, cách Miro. Đấy, chọn các cái chữ ở trên màn hình chính xác. Đấy, sau đó thì di chuyển vào mục Enter ở trên cái bàn phím ảo cho nó tìm. Đấy, nó tìm chỉ khoảng mất một lúc thôi là mọi người sẽ lựa chọn sang đúng cái này, AirPlay Miro Demo này, chọn lại. Sau đó thì có phần cài đặt, ở đây em đã cài đặt xong rồi. Đấy, nếu mà các bác đã đăng nhập tài khoản Gmail thì các bác sẽ tải được như này, còn khi mà nó yêu cầu đăng nhập thì mọi người sẽ ấn vào đăng nhập và điền cái tài khoản Gmail nhé. Các bạn mà không có cái Gmail thì có thể mượn mọi người trong gia đình. Sau khi cài xong thì ấn nút mở. Mở ra thì lúc này thì chỉ cần cầm cái điện thoại lên, sau đó thì cho kết nối điện thoại và TV cùng mạng Wi-Fi, ấn vào chữ phản chiếu. Phản chiếu. Đấy, tìm đúng cái tên của TV. Đấy, nó hiển thị tên của TV này. Mọi người sẽ kích vào đấy. Thì lúc này thì nội dung từ điện thoại, từ màn hình điện thoại nó đã được trình chiếu lên trên TV. Đấy, rất là đơn giản, mọi người thấy không ạ? Không có cái độ trễ luôn. Đấy, cách thức là để sử dụng điện thoại iPhone trình chiếu lên con C645 hay Q646 hay những dòng Smart TV mà không có sẵn cái tính năng AirPlay này, để có thể làm được thì sẽ làm giống như cái bước em vừa làm nhá. Mọi người không làm được thì có thể bình luận dưới bên dưới video để em hỗ trợ nhá.